Từ năm 2015 đến năm 2020, Việt Nam đã kiểm giữ rất tốt lạm phát dưới mức 4%. Giai đoạn kế hoạch 5 năm 2016-2020, bình quân chỉ số giá tiêu dùng CPI là 3,15%, giảm mạnh so với mức CPI bình quân 7,65% của giai đoạn 2011-2015. Năm 2021, Quốc hội cũng đặt ra mục tiêu kiểm giữ lạm phát dưới 4%. Tuy nhiên, trong bối cảnh lạm phát toàn cầu năm 2021 dự báo tăng khá mạnh lên 2,8% so với mức 2% của năm 2020 và việc giá nhiều mặt hàng, nguyên nhiên liệu đầu vào đã bắt đầu tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm, cùng với những ảnh hưởng bởi độ trễ của lượng cung tiền của nền kinh tế lên chỉ số lạm phát. Vì vậy, các chuyên gia dự báo lạm phát sẽ có xu hướng tăng dần từ nay đến cuối năm. Từ đầu năm nay 2021, giá cả hàng hóa trên thế giới có dấu hiệu tăng khá mạnh trở lại khi nền kinh tế toàn cầu bắt đầu phục hồi, làm dấy lên nỗi lo lạm phát. Hiện nay thì cái giá dầu trên thế giới vẫn đang diễn biến hết sức là phức tạp. Nếu mà tính cho đến nay, bình quân 5 tháng đầu năm nay thì giá dầu Brent đã rơi vào khoảng là $62 một thùng, có nghĩa là tăng khoảng 24% so với tháng 12 năm 2020 và tăng trên 57% so với cả cùng kỳ năm trước. Mà Việt Nam chúng ta thì vẫn phải nhập khẩu một cái lượng xăng dầu để phục vụ cho cái nhu cầu trong nước. Cho nên khi mà giá xăng dầu thế giới tăng thì nó sẽ tác động làm cho cái tiêu dùng về cái sản xuất cũng như là tiêu dùng ở trong nước và kéo theo sẽ đẩy giá của các cái mặt hàng khác cũng sẽ tăng lên. Tôi nhìn thấy là đã có dấu hiệu của lạm phát tăng. Tất cả những giá cả từ thực phẩm, giá cả nông sản rồi tất cả những cái giá phả, giá xăng dầu, giá hàng tiêu dùng đã dục dịch nhích lên rồi. Có rất nhiều cái nguyên liệu vật tư hàng hóa nó đã tăng giá một cách đáng kể. Ví dụ như xăng dầu nó tăng giá đến hơn 20% so với cuối cái năm 2020. Hay ví dụ như sắt thép cũng đã tăng giá hàng 30-40%. Hay là một số cái vật tư nguyên liệu đầu vào cũng đều đang tăng giá. Trong đó ngay cả cái thức ăn chăn nuôi là cái mặt hàng tăng giá đến gần 7% trong cái thời gian gần đây. Và vì thế cái áp lực lạm phát nó sẽ tăng cao. Các doanh nghiệp phải chịu các cái chi phí đẩy rất cao, nhất là ví dụ vừa rồi là chi phí container tăng tới vài ba lần, thậm chí là hàng trăm phần trăm, kéo theo cả cái chi phí về lạm phát. Bởi vì như đã nói đó, khi mà chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng lên, bao gồm chi phí vận chuyển rồi chi phí khác có liên quan đến logistics ấy, thì doanh nghiệp sẽ cộng vào đầu ra, và điều đó nó làm tăng cái giá đầu ra, làm và tính tổng hợp lại nó làm tăng cái mặt bằng giá xã hội ở đầu ra, và điều này nó kích đẩy lạm phát lên. Theo các chuyên gia, chính sách nới lỏng tiền tệ cùng với triển vọng phục hồi kinh tế thế giới làm gia tăng nhu cầu nguyên liệu sản xuất tiêu dùng, chính là nguyên nhân tạo ra xu hướng tăng giá nguyên vật liệu thế giới. Thực tế lần này, theo WB, từ đầu năm đến hết tháng 4 vừa qua, giá năng lượng gồm dầu thô và than đá toàn cầu tăng 30% so với đầu năm. Giá hàng hóa khác tăng 16%, trong đó giá lương thực tăng 16%, giá phân bón tăng 24% và giá kim loại, khoáng chất tăng 25%. Ở các cái quốc gia đã kiềm chế được cái đại dịch COVID-19. Và những cái quốc gia lớn như là có cái nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Mỹ, Liên minh châu Âu tăng trưởng và phát triển sản xuất của họ nó sẽ rất mạnh. Và khi đó cái nguyên vật liệu, xăng dầu cũng như các cái nhân tố đầu vào nó sẽ hút mạnh vào cái sản xuất và nó sẽ tăng giá. Và vì thế cho nên ý, nó làm cho cái đầu vào của sản xuất kinh doanh trên thế giới tăng lên. Cái điều thứ hai là những cái gói hỗ trợ này ấy, nó làm cho đồng tiền của các quốc gia mất giá một cách tương đối. Và vì thế cho nên giá cả của các nguyên vật liệu hàng hóa nó cũng tăng lên. Là sự tăng giá trở lại của những mặt hàng đầu vào rất quan trọng như xăng dầu, nguyên vật liệu, sắt thép v.v. Thì tất cả những yếu tố đó nó tạo ra cái áp lực đầu vào lạm phát ngoại nhập cho Việt Nam. Những cái hàng hóa mà chúng ta nhập khẩu từ các quốc gia khác cũng có cái phần chứa đựng những cái tỷ lệ lạm phát ở trong đó, và tổng cộng hưởng tất cả nó đang làm tăng giá hàng hóa tại Việt Nam trong năm nay. Trong 4 tháng đầu năm 2021 thì chỉ số giá tiêu dùng CPI mặc dù là ở cái mức thấp nhưng mà đang có xu hướng là tăng dần qua các tháng. CPI của tháng 1 năm nay là giảm 0,97% so với cả cùng kỳ năm trước, nhưng mà sang đến 2 tháng đầu năm thì mức giảm chỉ còn là 0,14%, và quý 1 thì là đã tăng lên là 0,29%, và đến bình quân 4 tháng đầu năm nay là đã tăng là 0,89% so với cả cùng kỳ năm trước.
Trong 5 tháng, chỉ số CPI bình quân đã tăng 2,16%, kéo CPI bình quân 5 tháng lên mức tăng 1,29% so với CPI bình quân của 5 tháng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 năm 2021 chỉ tăng 0,16% so với tháng trước, tăng 1,43% so với tháng 12 năm 2020 và tăng 2,9% so với tháng 5 năm 2020. Mức tăng này dường như chưa nhìn thấy rõ tác động của tốc độ tăng giá cả nguyên liệu thế giới lên chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam. Nguyên nhân được các chuyên gia lý giải là do cầu tiêu dùng trong nước còn yếu do tác động của dịch bệnh, cùng với đó là quyền số của các mặt hàng tăng giá mạnh không cao trong rổ tính CPI của Việt Nam. Trong thời gian vừa qua đó, thì đúng là có một số mặt hàng tăng, nhưng mà CPI thì lại không tăng cao lắm. Điều này nó liên quan tới cái cách thức tính và cái trọng số của trong cái rổ hàng hóa chúng ta tính. Hiện nay là trên 753 mặt hàng được tính, và có một số mặt hàng lên giá thì nó cái trọng số nó vừa phải hoặc nó không phải là một cái số lớn trong cái tổng rổ chung, và đó là CPI vẫn ở trong mức cho phép. Là do Covid-19 nhiều người tiêu dùng họ không chi tiêu. Bây giờ chúng ta thấy rằng tình trạng thất nghiệp vẫn còn cao. Những người thế rồi cái công việc sản xuất kinh doanh triển vọng nó cũng vẫn còn một số những cái bất định. Cho nên là các doanh nghiệp họ cũng chưa đẩy mạnh đầu tư. Những cái đấy nó làm cho giá cả chưa tăng mạnh được. Thế nhưng mà khi kinh tế phục hồi thì người tiêu dùng có thể sẽ tăng cái chi tiêu của mình lên, các doanh nghiệp họ tăng đầu tư lên và nó sẽ gây áp lực lạm phát cao hơn. Bình quân 5 tháng đầu năm 2021, CPI tăng 1,29% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Đây là điều kiện thuận lợi tạo dư địa cho Việt Nam có thể kiểm soát lạm phát cả năm 2021, đạt mục tiêu Quốc hội đặt ra. Tuy nhiên, với đà tăng giá của các nguyên liệu đầu vào tác động lên chỉ số giá tiêu dùng, Tổng cục Thống kê nhận định CPI sẽ tiếp tục tăng trong các tháng tới đây. Chúng tôi đánh giá rằng là cái áp lực lạm phát nó sẽ tăng dần từ nay cho đến cuối năm. Khi mà nền kinh tế phục hồi thì lúc đó cái nhu cầu về hàng hóa, nhu cầu về dịch vụ sẽ tăng lên và nó sẽ tạo nên một cái mặt bằng giá cao và tạo nên cái áp lực cho lạm phát của năm 2021. Đến cuối cái quý 2 thì chúng tôi cho rằng những cái số liệu về cái lạm phát cũng như cái giá cả của hàng hóa nó sẽ được phản ánh nhiều hơn vào các cái con số thống kê của cơ quan thống kê và cái thực tế của thị trường trong nước. Theo các chuyên gia, tạm thời dịch bệnh COVID-19 chính là yếu tố chủ đạo kiềm chế lạm phát tại Việt Nam dưới 4% trong năm nay và năm sau. Việc kiểm soát lạm phát trong giai đoạn tiếp theo còn phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của Việt Nam cũng như của các nước phát triển, đặc biệt là Mỹ, do chính sách của các nước này tác động đến giá hàng hóa cơ bản trên thế giới. Bên cạnh áp lực lạm phát từ chi phí đẩy, áp lực lạm phát tiền tệ được nhiều chuyên gia cảnh báo sẽ gia tăng từ cuối năm nay. Do đặc trưng cơ bản của các giải pháp chống dịch là sự bùng nổ của các gói hỗ trợ cả về tài chính, cả về tín dụng, cũng như các chính sách kích thích phát triển, đồng nghĩa với việc dòng tiền lớn được đẩy vào lưu thông. Những gói hỗ trợ của chính phủ để hỗ trợ các doanh nghiệp, hỗ trợ người dân là rất tích cực. Tuy nhiên, lượng cung tiền lớn có thể khiến lạm phát tăng. Những cái gói cứu trợ, những cái gói hỗ trợ nền kinh tế, thì tất cả những cái gói đó có nghĩa là chính phủ bơm một cái lượng tiền vào lưu thông. Ngay cả cái việc mà chính phủ có những cái biện pháp về thuế để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tức là họ phải đóng thuế ít hơn. Khi họ đóng thuế ít hơn thì họ có nhiều tiền hơn. Họ có nhiều tiền hơn, họ đưa cái tiền đó vào trong nền kinh tế. Và tất cả những cái lượng tiền trong lưu thông đó đẩy cái lạm phát lên. Theo các chuyên gia, hiện nay lạm phát chủ yếu là do yếu tố giá cả, còn do yếu tố tiền tệ là khá khiêm tốn, ít nhất là tính đến thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, tác động của nới lỏng tiền tệ phục vụ việc phục hồi kinh tế lên lạm phát sẽ có độ trễ nhất định và áp lực lạm phát có thể tăng lên vào cuối năm. Là chỉ số CPI là không phải là đáng quan ngại lắm, nhưng vì cái độ trễ của chính sách tiền tệ thường là từ 6 tháng đến 1 năm, do đó là chúng ta mới triển khai từ giữa năm ngoái, cũng như đầu năm nay một số những cái động thái về nới lỏng, thì cuối năm chắc chắn là như vậy, cái áp lực nó sẽ rõ hơn. Trong giai đoạn tới, từ sức ép của thị trường thế giới cũng như các nhân tố tác động của nền kinh tế thì việc tăng trưởng tín dụng có thể sẽ xảy ra. Vì thế, việc điều hành chính sách tiền tệ cần linh hoạt, phù hợp để ổn định chính sách tài chính tiền tệ, giữ đồng Việt Nam có giá trị phù hợp với các đồng tiền trên thế giới, nhưng đồng thời cũng tạo ra cơ sở, động lực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trong nền kinh tế hồi phục nhanh và đạt được hiệu quả cao nhất.
Mặc dù nhận định áp lực lạm phát đang hiện hữu ngày càng rõ nét, tuy nhiên đối với mục tiêu mà Quốc hội đặt ra cho năm nay, CPI bình quân rơi vào khoảng 4%, nhiều chuyên gia lại lạc quan cho rằng, với kinh nghiệm điều hành của chính phủ trong kiểm soát lạm phát những năm vừa qua, mục tiêu CPI bình quân khoảng 4% là có thể thực hiện được. Như là với quyết tâm của chính phủ và đặc biệt trong cái xu hướng mà rõ ràng là cầu vẫn đang còn khó đột biến, thì từ nay đến cuối năm chúng tôi cho rằng là cái mức độ kiểm soát lạm phát dưới 4% là khả thi. Giá cả nó tăng, cho nên là cái lạm phát cùng kỳ so với cả cùng kỳ đến cuối năm nó cũng sẽ gia tăng, là cái áp lực lạm phát cho năm sau nó sẽ cao hơn. Tuy nhiên là khả năng thì chúng ta vẫn có thể kiểm soát được ở mức dưới 4%. Từ năm 2023 trở đi, thì khi mà cái nền kinh tế của chúng ta phục hồi hoàn toàn, thì sức mua của người tiêu dùng nó cao hơn, thì áp lực lạm phát có thể sẽ cao hơn. Đấy là chưa kể là cái tác động của cái chính sách tiền tệ nới lỏng trong cái giai đoạn vừa qua, thì nó cũng có thể phát huy tác dụng sau một vài năm tới. Nhằm giảm bớt áp lực lạm phát vào cuối năm 2021, kiểm soát bền vững lạm phát năm 2022, các cơ quan chức năng cần thực hiện tốt, đồng bộ nhiều biện pháp như theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu, chủ động trong việc điều hành giá các mặt hàng do nhà nước quản lý đúng thời điểm với liều lượng phù hợp. Các cấp các ngành cần phải có các cái biện pháp để làm sao mà ổn định cái cung cầu nhằm đảm bảo cái thị trường giá cả, và đặc biệt là đối với cả các cái hàng hóa tiêu dùng thiết yếu. Cần phải lưu ý là cố gắng tạo các cái điều kiện để giảm thiểu cái tình trạng là áp lực lạm phát do mất cân đối cung cầu, và xử lý những cái vấn đề liên quan tới hàng thiết yếu, nhất là những mặt hàng mà cần bình ổn đó, để mà giúp cho duy trì đời sống của người dân cũng như là tránh những cái cú sốc lạm phát trong thời gian tới. Cùng với đó, cần tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ linh hoạt phù hợp, bảo đảm cả mục tiêu phục hồi kinh tế, đồng thời tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, tạo nền tảng cho phục hồi và phát triển bền vững của nền kinh tế. Chúng tôi thì cho rằng là chính phủ vẫn nên duy trì chính sách nới lỏng tài chính tiền tệ. Đây là xu hướng chung của thế giới và điều này là cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp. Chỉ khi doanh nghiệp phát triển thì lúc đó nền kinh tế mới có sự phát triển và hàng hóa mới nhiều. Từ đó nó giảm bớt cái áp lực về lạm phát, về cung cầu. Theo các chuyên gia, điều tiên quyết là cần phải quản lý tốt dòng tiền để tín dụng chảy vào đúng hướng. Bởi nguy cơ rủi ro lạm phát do tiền tệ vẫn tiềm ẩn và phức tạp nếu cung tiền tăng vừa phải, nhưng hiệu quả sử dụng vốn thấp sẽ tạo áp lực dài hạn lên lạm phát. Nhất là trong bối cảnh quy mô lượng cung tiền so với GDP của Việt Nam so với các nước là tương đối lớn. Thứ hai là nếu dòng tiền rẻ có cơ hội chảy vào bất động sản, chứng khoán, tiền kỹ thuật số có thể trở thành một trong những nguyên nhân gây ra cơn sốt tăng nóng của các thị trường. Trong quá trình mà triển khai các cái chính sách nới lỏng tài chính tiền tệ này đã, cũng nên lưu ý để định hướng và quản lý các dòng tiền sao cho nó vào đúng chỗ, đúng lúc, đúng hướng. Tránh các trường hợp mà dòng tiền ra thì nhiều nhưng chảy vào không đúng chỗ, nó tạo ra những áp lực lạm phát theo kiểu gọi là cơn sốt ảo. Cái việc mà quản lý tốt cái thị trường tài chính tiền tệ đang là một trong những cái đòi hỏi để chúng ta có cơ sở ổn định đồng tiền và có thể góp phần vào cái việc kìm giữ lạm phát trong nền kinh tế của chúng ta. Để đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức dưới 4%, các chuyên gia khuyến cáo từ nay đến cuối năm, Việt Nam cần chú ý đối với áp lực lạm phát từ cả 4 yếu tố: lạm phát tiền tệ, lạm phát do chi phí đẩy, lạm phát ngoại nhập và cả lạm phát cầu kéo. Trong bối cảnh đó, việc chuẩn bị các kịch bản cần thiết để ứng phó với áp lực lạm phát là điều cấp thiết hiện nay, đồng thời cần chủ động trong điều hành, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.